Hello everyone, welcome to the Huyni Show. I believe that health and happiness start with you. So let's take this journey together. Chào đón các bạn đến với chương trình Huyni chia sẻ được trực tiếp vào mỗi thứ tư hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay thì Huyni có rất là nhiều những điều đặc biệt muốn chia sẻ cùng với các bạn. Nhưng mà đặc biệt đó, tháng 4 là tháng birthday. Năm ngoái cũng là vào tháng này thì chương trình The Huyni Show đã lên sóng lần đầu tiên. Và không thể ngờ được là như vậy đã được 1 năm rồi ha các bạn. Nhanh quá chừng ha. Đợi các bạn vào đó thì là Ni sẽ... Ôi dồi ôi, sáng nay là một buổi sáng cực kỳ bận rộn, không thể tưởng tượng được. Thì là chạy hết từ bên này qua bên kia, cho nên là phải uống, bây giờ phải uống vitamin. Rồi, buổi sáng của Ni coi như xong. Mấy hôm một buổi sáng là Ni cỡ khoảng là 3 ly như vậy. Rồi, lên máu rồi, vô được ha. Vô như đường liền nè. Lần đầu tiên là Ni chào đón các bạn đến với chương trình của Ni ngày hôm nay. Những bạn nào mà lần đầu tiên vào show của Ni đó, trước tiên là xin lỗi các bạn, từ bởi vì là thông thường Ni sẽ không có dụng mà màng ăn uống, nhưng mà tự vì Ni thấy người ta làm hot quá cho nên Ni thử làm theo. I don't like it. Nhưng mà tự vì sáng nay quá là bận cho nên thử ra phải có cái phần ăn sáng trước khi mà mình có thể bắt đầu chương trình như thế này. Đầu tiên ha, vô câu hỏi đầu tiên luôn nha các bạn. Ni ơi, mình có nên cạo lông mặt không Ni nhỉ? Lông mặt thì mình không có nên cạo. Mà bên cạnh tất cả những cái phương pháp trước đây mà các bạn đã từng nghe qua đó, thì các bạn sẽ biết là có cạo nè, nhổ nè, wax nè, tất cả những cái đó các bạn không có nên áp dụng. Mình có một cái phương pháp rất là truyền thống mà Ni thấy ngày xưa đó, khi mà Ni còn nhỏ mẹ Ni rất là hay làm, đó là xe lông mặt. Đó là một cái phương pháp mà nó an toàn nhất, nó hiệu quả nhất và nó không làm tổn hại da của mình nhất, và nó cũng không có làm cho lông mọc lên cứng và đen hơn. Đó, cho nên những bạn nào mà mặc nhiều lông ha, hơi những thiên thần mặc có lông, thương mấy cưng quá, thấy chưa, ăn sáng vô rồi là bắt đầu có hứng thú hả, là có thể ba lát ba sàn đấy. Hỡi những thiên thần mặc hơi dư chút lông, bây giờ các cưng sẽ có một con đường là xe. Mình xe thì mình dùng sợi chỉ, những ví dụ như mình á thì mình không có biết làm ở nhà. Ni thì hiện tại là Ni là thiên thần không có lông cho nên Ni không cần phải xe hay là cái gì hết. Nhưng mà nếu các bạn xe đó thì các bạn nên đi ra ngoài để cho người khác làm cho mình. Họ có là những cái bột đó, họ bỏ lên để họ làm không có đau mà nó lại tốt hơn này. Rồi sau khi mà mình làm thì nó có những cái gel ấy, rồi mình bôi lên cho nó mát và nó giúp cho cái sự lành đó, nó được diễn ra nhanh hơn. Thì đó là một trong những thứ mà các bạn nên lưu ý ha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Chị Ni cho em hỏi, nếu mình dùng kem chống nắng với dưỡng ẩm thì dùng cái nào trước được? Em cảm ơn chị Ni. Ok, kem chống nắng là mình dùng sau cùng ha, các bạn cứ nhớ cái điều đó. Kem chống nắng giống như là một bức màn nhung, nó sẽ dính cái mặt mình vô với nhau. Mình bỏ nó lên. Thật ra đó, trong rất là nhiều những cái sản phẩm mà kem hay là phấn thì người ta đã có kem chống nắng ở trong đó rồi. Việc của mình đó là lựa cái loại mà nó hợp với da của mình, và khi mà mình bỏ lên make up đó thì nó sẽ không có ảnh hưởng, nó sẽ để cho cái mặt của mình khô như thế này. Các bạn thấy cái mặt của Ni không, rất là khô. Ni khô từ sáng cho tới chiều tối, bây giờ mà cỡ 9-10 giờ tối cái mặt Ni nó vẫn đẹp một cách gọi là khó diễn tả lắm, hiểu không? Oh my god, thấy chưa, thấy vitamin vô ngoại không? Đấy, cái vẻ đẹp đó thì nó rất là trừu tượng và sâu lắng mà khó có lẽ là các bạn hiểu được. Nhưng mà có nhiều hôm đó, lúc mà mình chuẩn bị đi rửa mặt để đi ngủ ấy, mình mới nói, ôi có nên chùi không? Tức là một cái tuyệt tác như thế này thì có nên chùi không? Thì có nhiều hôm á, tuyệt tác rất là bối rối. Tuyệt tác mới nói là, thôi, để bảo vệ cho làn da của mình, thôi chùi hết đi mình đi ngủ. Rồi tiếp theo nè, chị Ni ơi, có nên đắp mặt nạ lòng trắng trứng có
như vậy thì có ăn nắng không và có ảnh hưởng đến da không? Trồng trắng trứng rất là tốt. Tuy nhiên đó, nó có khả năng rất là dễ bị ăn nắng, cho nên nếu các bạn dùng đó thì các bạn phải nhớ dùng kem chống nắng. Kem chống nắng ấy, thì là mình dùng mỗi 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng đồng hồ trong thì nó mới có tác dụng, mà không phải là những ngày nắng thì mình mới bôi, mình mới xịt. Đặc biệt là những bạn mang make up, chúng ta không thể là để một cái mặt đẹp như thế này rồi như thế này, tôi nói nó không có một cái sự dao động hay gì hết, nhưng là một điều hiển nhiên gì đó, trời, tôi ngại ghê. Đấy, thì mình không có thể là lấy cái kem chống nắng rồi mình bôi lên lại thì nó mắt môi lẫn lộn hết, thì nó thành là một cái tề thiên thì làm sao, đúng không? Nó giống tề thiên thì làm sao? Thì đó, nó có những cái loại xịt, mình xịt lên thì nó vẫn có tác dụng là chống nắng, thấy không? Rồi có một cô bé này cũng rất là thương nhá. Con em có một chuyện này nữa chị Ni ơi. Con của em được 3 tuần, trong 3 tuần này đó em rất là căng thẳng ghê gớm, em không ngủ được bao nhiêu hết. Em không có gia đình ở Mỹ, em mới dọn tới ở Mỹ ở thôi, mà chỗ không có người Việt, không có ai quen biết, chỉ có em và một người chồng Mỹ. Mình em chăm con rồi nấu ăn làm việc trong nhà, rất nhiều lúc em muốn bỏ cuộc. Nhưng em tự nói với bản thân là cố gắng lên, em bây giờ giống như là cầu bình an cho qua từng ngày. Con của em hay bị gassy vào buổi tối, ban ngày thì ok, ban đêm, buổi tối là nó bị. Em mệt cả ngày, chỉ mong có thời gian ngủ một chút vào buổi tối. Em có học cái cách massage để giúp cho con release gas, bớt bị gas đi, nhưng nó vẫn cứ khóc. Chị ơi, chị giúp em với. Ok, nó sẽ là như thế này. Đúng là khi mình có em bé nhỏ đấy, là mỗi mình chỉ cầu cho nó qua mỗi ngày thôi, chứ mình không có plan được, mình không có kế hoạch được cho cả tháng này tháng nọ. Ni từng nuôi các con của Ni thì Ni đó chỉ cầu nguyện có một điều, đó là Ni nuôi qua được một năm. Một năm rồi thì nó sẽ đỡ vất vả hơn. Và mình nuôi con đúng là mình tính từng ngày từng giờ. Tự bởi đó, cái thời gian đầu một năm sau thấy mà nó kinh khủng quá. Ni nhớ hết lần đầu tiên mà Ni đem Levin về nhà, và Levin là một mình Ni chăm sóc thôi đó, thì qua một tháng là Ni quá. Từ vì vừa thiếu ngủ và Ni trải qua tức y chang như là cái bạn gái của mình vừa mới trải qua như thế này. Mà Ni còn may mắn là còn có ông bà hả, ông bà ở gần đây rồi ông bà chạy vô chạy ra, nhưng mà không có nhiều, tự vì hồi đó là con đầu tiên của Ni, cho nên là Ni ở hơi cứng đầu và Ni chỉ thích làm một mình thôi. Ni không có thích người này người kia vô phụ rồi ý kiến ý cò, và Ni không có thời gian để mà giải thích, và Ni cũng không có thích phải gây gỗ đó, cho nên là Ni không có tạo điều kiện. Thì đó, Ni trải qua y chang giống như vậy. Thì bây giờ mình sẽ làm như thế này. Trước tiên đó, về cho con, vì sao buổi tối con khóc mà ban ngày con không khóc, thì mình sẽ phải xem lại cái vấn đề này là một cái vấn đề rất là quan trọng nè. Các bố ông bố bà mẹ trẻ nè, mới có con này, mình lưu ý cái điểm này cho Ni nhé. Nếu như bình thường ban ngày con ok, mà cứ tối là khóc, mà khóc đúng cái giờ đó, đúng cái giờ là bắt đầu cất tiếng khóc, mà nó xảy ra mỗi lần như vậy, nó xảy ra cỡ là 3 tiếng, nó khóc 3 tiếng, ít nhất là 3 tiếng. Một tuần nó khóc ít nhất là 3 lần như vậy. Và cái gì nữa ta? Và nó liên tục như vậy trong vòng 3 tuần. Đó là con của mình sẽ được gọi là có một cái triệu chứng của cái tên của nó đó là colic. Colic, 3 số 3. Khóc 3 tiếng nè, tuần 3 lần nè. Và là 3 tuần như vậy nè. Khóc cùng đúng một thời điểm. Thì nó là cái tên của cái chứng đó gọi là colic. Không có một cái lý do thật là chuẩn xác, sẽ có một vài lý do, nhưng mà một cái lý do chính tại sao bây giờ nó khóc, không phải nó khóc vì nó đói, không phải nó khóc vì tả nó dơ, nhưng mà nó cái sự thay đổi từ môi trường. Các bạn hiểu á, là khi con ở trong bụng của mình là một cái môi trường hoàn toàn khác, và khi ra ngoài nó hoàn toàn khác, cho nên á, đến cái cỡ mà 3 tuần cho tới 6 tuần là cái khoảng thời gian mà nó xảy ra cho rất là nhiều em bé. Cỡ 10 tuần cho tới 12 tuần thì nó sẽ giảm bớt đi, rồi từ từ nó mất hẳn.
Nhưng mà cái khoảng từ 3 tuần cho tới 6 tuần, tại sao nó xảy ra với nhiều em bé? Là bởi vì con đó, nó bắt đầu nó nhận ra rằng ồ, cái này không có phải là bụng của mẹ nữa rồi, mà cơ thể của nó sẽ có những cái sự thay đổi để nó thích nghi được với môi trường mới. Và khi mà nó có cái sự căng thẳng thì nó không biết là như thế nào, nó phải khóc thôi. Con nít nó không có biết cách giải tỏa sự căng thẳng thì nó sẽ khóc. Cho nên đó, bây giờ ha, mình sẽ phải tập lại. Mình vỗ về con ha, mình vỗ về trong ngày này, mình bật nhạc nhẹ lên, trong nhà cũng đi lúc nào cũng có âm nhạc hết, để nó tạo ra một cái môi trường rất là thư giãn cho tất cả mọi người, người lớn cũng như là người bé. Những lúc mà đi căng thẳng quá, đi làm nhiều việc quá thì nhạc của đi nó càng phải lên. Bởi vì đó là những cái sóng của âm nhạc đó, nó có cái khả năng để mà nó giúp cho mình điều khiển cái sự căng thẳng trong cái con người của mình một cách rất là tự nhiên. Mình nên áp dụng cái phương pháp đó. Thì bây giờ tùy con của mình nó có colic hay là không có colic, con của mình nó có những cái triệu chứng đó hay không, hay là đơn giản nó chỉ là bị gas hoặc là bị những cái vấn đề về đường tiêu hóa. Chúng ta biết đó, khi mà con nó bú sữa của mẹ thì đồ ăn của mẹ có những cái gì thì con nó lãnh hết hả. Cho nên á, ví dụ như tại sao có nhiều người buổi tối con không ngủ, từ vì bữa ngày mẹ mới đẻ xong, sau bao nhiêu tháng ngày mẹ bị kìm hãm cà phê, bây giờ mẹ chơi một ly cà phê để lên máu hả, lên máu cái xong thức hết đấy. Cái gì mà mình ăn mình uống thì con của mình nó sẽ là cái sự thể hiện ra như vậy. Khi mà mình ăn những cái đồ ăn mà nó khó tiêu thì con của mình nó cũng sẽ khó tiêu á. Thành thử ra đó là mình lưu ý cái điều đó ha. Rồi cho con nữa đó, ví dụ như con của mình không uống sữa mẹ mà đang uống sữa bột thì cũng là một cái sự thích nghi lớn hơn nữa để cho con có thể là hấp thu và tiêu hóa được cái lượng dinh dưỡng đó. Các bạn biết là trước giờ là ở trong bụng mà, đúng không? Mọi dinh dưỡng là truyền qua đường máu hết, mà bây giờ đưa đồ vào trong cái đường ruột và bắt đầu là stomach, là bộ tiêu hóa của mình đó, nó sẽ bắt đầu làm việc, thì nó cũng cần thời gian để thích nghi. Rồi có những con của mình đó, nó bị dị ứng với nhiều thứ mà mình ăn đấy. Thì bây giờ trong giai đoạn nó quá mới, mình có rất là nhiều cái nguyên do mà nó có thể gây ra cái điều này. Cho nên nếu như mà nó không phải colic mà nó về những cái lý do về tiêu hóa, về dị ứng, thì bác sĩ sẽ là người giúp cho mình. Ví dụ như con mà bị dị ứng thì trên da của con nó sẽ có những cái ngứa, những vết sần sùi á. Và đặc biệt là nó ngứa, nó khó chịu, nó không ngủ được ấy. Là nó có nhiều thứ lắm. Còn riêng về với cái cô bạn của mình thì á, chúng ta biết đó, phụ nữ sau khi sinh chịu rất là nhiều áp lực về tâm lý hả? Bây giờ làm sao để nuôi một cái baby nhỏ xíu như thế này? Làm sao mà nó ăn, nó ngủ, nó khóc, nó thấy tạ, biết bao nhiêu là thứ nó đổ dồn vào. Và người mẹ thì thông thường là cái người mà sẽ lãnh cái trách nhiệm đó hả? Rất là nhiều cái sự căng thẳng. Cho nên chúng ta phải rất là trân trọng ba mẹ của mình đã nuôi mình đến được cái khúc này. Giống như đi là 20 mấy tuổi, mấy cưng, tùy, ví dụ như mấy cưng 40, 50 hay là 60 thì các cưng phải cảm ơn bố mẹ của mình đã chịu khó với các cưng cho đến cái khúc này hả? Đây năm mai tưởng nói đi nói lại hoài no shame. Ok, thì đó, mình mới thấy cái người phụ nữ khi họ chịu cái áp lực đó các bạn. Ví dụ như áp lực công việc ha, thì mình làm xong, mình về nhà mà mình vẫn còn suy nghĩ tới công việc thì mình cũng thêm một cái phần nào đó nữa. Nhưng mà cái áp lực để nuôi một cái em bé sơ sinh thì nó như thế này: chúng ta không có một tiếng để chúng ta nghỉ, mình không có một tiếng để mình tắt rồi mình đi ra ngoài, một tiếng sau mình trở lại mình mới, mà nó là 24/7, mỗi giây, mỗi phút, mỗi tích tắc trong ngày mình chịu trách nhiệm cho cái sinh linh đó. Cho nên là rất là nhiều người sẽ phải bị căng thẳng, đó là cái chuyện rất là bình thường, và mình không có nên cảm thấy xấu hổ hay là tội lỗi là vì mình có cái cảm giác đó. Tất cả những ai mà đã từng làm mẹ đều trải qua cái cảm giác này. Chúng ta sẽ có những người may mắn là có nhiều người phụ hơn, còn có những người không có được sự trợ giúp của bên gia đình rất là nhiều, chứ không phải là cái số người mà được giúp là nó ít lắm hả? Mà mình còn may mắn là mình là người Việt Nam đấy, bố mẹ ông bà thương này, rồi anh chị em phụ vào để giúp, thì đó là một sự may mắn của cái văn hóa của mình ha. Còn với cái cô bạn của mình là như thế này: trước tiên là mình hiểu cái áp lực đó, và mình nên cảm thấy đó là cái chuyện
bình thường cái cảm giác mình đang có. Thì bây giờ em nên chia sẻ với ông xã của em để mình đừng có để trong lòng mình một mình. Rồi anh ấy sẽ có những cái phương pháp để anh ấy có thể phụ giúp cho em được, để mà cho em bớt đi cái sự căng thẳng hả? Tại vì đó có nhiều bà mẹ này trong cái thời gian này đó, nếu mà bị căng thẳng và bị cô lập đó, họ có thể là có những cái hành động nó không có được an toàn cho bản thân cũng như là cho con. Tại vì đôi khi con nó khóc đấy, cái mình khó chịu, nó trời ơi đừng khóc đừng khóc, mà con nít mà mình cứ siết nó như vậy đó thì não của nó sẽ là lắc qua lắc lại và nó đập vào cái hộp sọ của nó. Thì đối với con nít đó, như vậy nó sẽ rất là dễ bị gây chấn thương. Và rất là nhiều trẻ em theo thống kê ở Mỹ là bị mất, bị chết bởi vì là cái hiện tượng là bị siết hả. Cho nên á, những cái này á, mình nói ra hết cùng với nhau, không phải là mình trách nhau, nhưng mà mình chỉ cho nhau thông tin để mình biết cách bảo vệ bản thân mình và những thiên thần bé nhỏ của mình ha. Rồi trong nhà luôn có âm nhạc nè, mình nó phải coi lại thức ăn của mình ha. Thức ăn mà để cho những bà mẹ cho con bú mà nó gọi là tốt đó, thì mình ăn có đạm, có tinh bột, có rất là nhiều rau quả, mình uống rất là nhiều nước để sữa nó có mà nó ra, đúng không? Rồi đó là về dinh dưỡng này. Rồi á bây giờ ngủ thiếu ngủ quá thì làm sao? Thiếu ngủ quá thì mình sẽ làm như thế này. Con ngủ là mẹ ngủ, con thức là mẹ thức, tại vì con thức mẹ không thể ngủ được. Cho nên lúc nào nó lăn ra ngủ thì mình cũng phải lăn ra ngủ. Mình đừng đợi á là ban ngày thức rồi làm hết mọi việc. Có những việc tạm thời trong thời điểm này không cần làm cũng được. Nấu ăn ha, thì có những thứ có thể mua sẵn đó, lúc nào rảnh thì nấu luôn một mớ rồi để trong tủ lạnh rồi ăn từ từ, chứ không phải là cứ mỗi ngày cái áp lực mà phải nấu ăn, phải chuẩn bị các bữa ăn, cái đó nó không cần thiết. Nếu như mà nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái chất lượng cuộc sống ngay hiện tại thì mình phải nghĩ ra những cái phương pháp khác. Và trong trường hợp này thì ông xã có thể phụ cho mình nhờ ông xã ha, mua những cái đồ ăn làm sẵn, hoặc là ông xã sẽ phụ mình nấu, hoặc là lúc nào đó mình thư thả, mình thoải mái thì mình nấu, còn không ông xã đi làm về thì mang một cái gì đó về nhà, đúng không? Rồi là mình ăn chung với nhau và như vậy đó, thì nó sẽ bớt đi những cái gánh nặng không cần thiết. Đấy, con ngủ là mẹ cứ lăn ra mà ngủ, chứ đừng là trời ơi mình phải dạy dọn nhà, rồi trời ơi mình phải dạy nấu ăn, rồi đấy, rồi con thức rồi mình lại thức, rồi con thức con ngủ gì mẹ cũng cứ thức, rồi đến tối đó nó đâu có biết cái giờ này là cái giờ ngủ đâu. Đến tối bắt đầu loa phóng thanh phóng lên rồi bắt tất cả chúng ta thức luôn, đúng không? Rồi có những cái thói quen cho con tốt mà mình cần tập này các bạn. Ví dụ như là buổi tối cùng cái giờ đó, cũng những cái thói quen đó, buổi tối là giờ đi ngủ hả con, mình có nhạc nhẹ lên này, mình cho con tắm này, mình xức lotion này, mình massage này, mình mang đồ này, mình wrap cho con này, mình quấn khăn, tùy nha, chỗ nào mà mát mẹ con mới lạnh này nọ đó. Vì em bé ở trong đó thì nó nằm như thế này, mà lúc nó ra ngoài thì nó không có cái gì ôm hết, cho nên nó cứ cọ quậy và nó ngủ không có được. Thì ở ngoài Target đó nó bán những cái quấn, mình quấn nó lại, mình dán cái băng keo, cái áo đó nó có cái băng keo luôn, cái dán lại đó thì tay con nó sẽ như thế này và nó sẽ ngủ. Thì đó là một cái thói quen mà mình nên tập cho con, để đêm nào cũng cái giờ đó, cũng cái những cái hoạt động đó thì nó quen dần, đó là ồ đến giờ con phải đi ngủ ha. Rồi khi mà nó khóc kinh khủng như vậy thì mình sẽ phải làm như thế nào? Nó khóc thì nó không có ngưng đâu, mà nó khóc thấy thương lắm cơ. Những em bé mà bị colic nó khóc thương lắm cơ, mà có rất là nhiều những bố mẹ cực cho con trong cái thời gian này lắm, vì không có làm sao nó nín cho nó nín được. Rồi bây giờ mình tưởng nó cần bú, mình đưa cho nó cái bình ha, thì nó ngậm, vừa đưa vào là nó sẽ vứt ra và nó sẽ khóc toáng lên. Đấy, những em bé bị colic là như vậy. Ni á, có cháu của Ni bị đó, cho nên nó là buổi tối ba nó, trời mưa hay nắng, ba nó cũng phải bỏ nó vô trong cái xe đẩy và đẩy nó đi một vòng. Đó, đẩy nó đi một vòng quanh xóm. Trời thương không? Ban đêm mà tới nó 9 giờ đêm rồi còn đẩy con. Rồi có những đứa thì nó nghe cái tiếng máy hút bụi đó, nó quen, rồi từ từ nó sẽ giảm dần, nghe cái gì nó liên tục, hoặc là ngồi trong xe lái chở nó đi, thấy xe thương á, có nhiều, nhưng mà nó cần, vô trong xe cái nó rung, rồi xe lái cái nó ngủ, cái nó hết khóc. Bây giờ bày ra cái này thì cũng tội nghiệp các bạn thật, nhưng mà có, đó là những cái cách mà mình xử lý tạm thời đối với những em bé mà bị colic ha. Chị ơi, tẩy răng bằng miếng băng dán
3D crest có. Có cái gì? Có chú ý. Có chú ý, ý. Chú ý. Có cái gì vậy? Chắc là có tốt hay không? Ok. Thì tạm thời đó, nếu như mình không có tiền để đi nha sĩ, để nha sĩ có thể cho mình những cái thuốc mà nó của chuyên môn đó, hoặc là có những cái biện pháp làm trắng răng ha, mà thường thường các nha sĩ hay làm đó là cho mình á một cái khay, và trong đó là mình sẽ bỏ thuốc vào trong đó và mình mang. Tùy người á, mang 2-3 tiếng, có người thì mang 7-8 tiếng, có người mang ngủ xong thức dậy. Thì tùy vào cái độ mạnh của răng của mình thì là mình có bị tê hay không. Có những người mang 1 tiếng là phải tháo liền tại vì nó tê quá. Còn Ni đó thì Ni mang nguyên đêm, buổi sáng dậy bước ra rực rỡ như một nữ hoàng ha. Bởi vì răng của mình nó tốt, muốn răng tốt thì mình phải chăm sóc để cho nó khỏe như vậy. Ăn uống bồi bổ ở bên trong thì răng của mình nó sẽ khỏe, đúng không? Mình chăm sóc ở bên ngoài, mỗi năm đi 2 lần để bác sĩ lấy những cái đồ dơ ở trong răng của mình ra ha. Thì bây giờ mới hỏi là nếu mình không có tiện đi các nha sĩ để mà mình có những cái thuốc mà của chuyên nghiệp, chuyên môn đó, thì là mình dùng tạm thời cái 3D Crest vẫn được á, chứ không phải là không ha. Mình dùng tạm thời một thời gian, nếu mình thấy nó không có tốt, không có cho mình đủ cái độ trắng như mình muốn đó, thì mình nên thôi ngưng tốn tiền ở ngoài mà chợ, mà mình nên đi bác sĩ nha khoa nhé. Đẹp quá, cảm ơn các bạn. Nhìn hai cái ly mà muốn xỉu. Đúng rồi, sáng nào đi cũng vậy hết. Ni phải vậy đó, thì là Ni mới có đủ năng lượng đó các bạn. Các bạn tập đừng có bỏ thói quen bỏ buổi sáng nha. Bận như các bạn đó, các bạn thấy không? Buổi sáng của Ni đó, Ni uống tất cả mọi thứ, ngồi uống hết chắc là 3 phút á. Chúng ta, tất cả mọi người chúng ta có 3 phút mỗi buổi sáng, cộng thêm là trộn nó vào này nọ cho 5 phút. Ai trong chúng ta cũng có 5 phút cho buổi sáng. Nếu các bạn nói là tôi không có 5 phút cho buổi sáng, thì mình cần phải coi lại cái sự sắp xếp thời gian của mình đấy nhá. Cho hỏi khóe miệng thường hay bị tét là thiếu chất hay bị bệnh gì? Có thể đó là sự kết hợp của cả hai. Thứ nhất là cái sự không công cân bằng các khoáng chất, các vitamin và dinh dưỡng trong người của mình, thì nó có thể dẫn đến điều đó. Và thứ hai là có thể là sự nhiễm khuẩn của vi trùng hay là của cái gì đó. Nếu như mà nó loét, nó đỏ và nó nhìn có nước này nọ, thì mình đó cần phải đi bác sĩ để bác sĩ coi nó là thuộc cái dạng gì và sẽ cho thuốc đúng theo cái dạng đó. Việt Nam chúng ta đang là một trong những cái quốc gia mà có cái sự lạm dụng thuốc trụ sinh nhiều nhất trên thế giới, rất là cao. Từ bởi vì mọi người hở tí bệnh chạy ra pharmacy lấy thuốc trụ sinh uống. Mà tại sao cái lờn thuốc trụ sinh nó nguy hiểm như vậy? Từ bởi vì một khi đó mà mình thuốc trụ sinh nào mình cũng dùng, thì cơ thể của mình nó sẽ có những con vi khuẩn mà càng ngày nó càng mạnh hơn. Và đến một lúc nào đó khi mình bệnh xuống, ví dụ như bệnh ho bình thường thôi cũng sẽ không có thuốc nó trị được cho mình, huống hồ gì là những cái bệnh nặng. Nếu mà mình bị những cái bệnh nặng mà mình không có thuốc trụ sinh để nó giúp cho mình, thì cái cơ hội để mà mình sống sót nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và Ni muốn tất cả những ai theo dõi chương trình của Ni, Ni muốn các bạn học được một cái điều này, đặc biệt là các bạn ở Việt Nam chúng ta. Các bạn phải bỏ đi cái thói quen có gì chạy ra pharmacy lấy thuốc về uống. Các bạn phải có người ta đi học bao nhiêu năm, người ta đi học bao nhiêu là kinh nghiệm, nhìn thấy bao nhiêu là những cái căn bệnh, người ta sẽ chẩn đoán cho các bạn được. Các bạn, bác sĩ, người ta đi học cả 19, 10 năm, mười mấy năm mà mấy cưng nghĩ mấy cưng ngon hơn hả? Mấy cưng nghĩ cái gì mấy cưng cũng biết hả? Cho nên mấy cưng sẽ bị những cái tình trạng bệnh mà rồi mấy cưng sẽ ngồi đó than từ bởi vì không biết làm sao mà chữa hết. Ấy, nó rất là kinh khủng. Cho nên các bạn phải bỏ cái thói quen đó đi, đừng có sợ tốn tiền đi gặp bác sĩ. Mà khi mà mình chăm sóc một cách đúng đắn thì đó là cái cách để cho mình tiết kiệm về lâu về dài. Còn sau này lỡ nó có một cái bệnh gì mình không có chữa được thì nó càng kinh khủng hơn nữa. Tại vì là y học sẽ bó tay giúp chứ các bạn. Tại vì thuốc trụ sinh gì các bạn cũng đã vô hết rồi. Mà đó, người ta đó, theo như đúng hết, dưới nhiều của bên Mỹ này, mọi thứ được chữa trị là nó theo từng bước. Ban đầu mới vào thì sẽ vô cái bước này, không được mới lên cái bước thứ hai, không được nữa mới lên cái bước thứ ba, để mình luôn luôn có cái option
Còn bây giờ mình lấy các option mình ụp vô cùng một lúc thì sau này mình sẽ không còn option nữa. Và lúc đó là mình vô đường cùng đấy, là sẽ rất kinh khủng ha. Thì đó là cái điều cần đấy, không có được tự chủ đoán bệnh. Từ thứ hai, phải bỏ cái thói quen này nữa mà nhắc đi nhắc lại hoài nè. Không có được tới nha sĩ chỉ là để nhổ răng, ok? Cái này văn hóa này e chắc cả cuộc đời của Ni đi hướng dẫn mà xong nó cũng sẽ chưa có tới đâu, phải cần thêm mấy huyền Ni nữa. Mấy huyền Ni nữa làm mấy cuộc đời nữa thì hy vọng rằng cái thói quen nó sẽ bị mất. Tại vì người Việt Nam của mình đó, cứ là đau răng tới nha sĩ là xin mời nhổ, đừng cứu, đừng chữa gì hết, thà xuống. Kỳ vậy, có những gương mặt nó đẹp như thiên thần. Bây giờ các cứ nghĩ một cái thiên thần như vậy mà nó xuống cái, trời đất, thiên thần gì kỳ vậy? thiên thần không dám cười. Ok, cái đó cũng lạ, cái ca đó cũng lạ. Bé cưng đó có muốn mình đi vô con đường đó không? Với lại cái này nó quan trọng nè, răng mình phải xếp nó, mình phải giữ nó đến lúc nào đường cùng lắm đó, không còn cái con đường nào nữa đó thì mới là nhổ. Chứ còn ví dụ nó hư tới tận gốc tận rễ, bây giờ lấy chân răng ra, lấy chân máu nó ra thì cái gốc nó vẫn còn đó, cái răng nó không còn sống nữa thôi. Nhưng mà quan trọng đó, mình không có nhổ bậy bạ, cái cấu trúc gương mặt của mình nó sẽ bị thay đổi. Cưng có bao giờ thấy trên cuộc đời này thiên thần mà mặt một bên bị méo không? Đó, mấy cưng muốn trở thành đầu tiên hả? Thì tùy mấy cưng, nói là nói vậy thôi. Lần đầu bắt được sóng trực tiếp live của chị Ni. Chị ơi, chị cho em hỏi, mẹ em bị mất ngủ nhiều năm rồi, do bị trầm cảm, cũng uống thuốc hàng ngày nhưng vẫn khó ngủ lắm và hay thiếu vân vân và vân vân. Khi đó mà mình bị thiếu ngủ thì nó liên quan đến quá sức là nhiều những cái vấn đề. Thứ nhất là trong người mình không có sự cân bằng của dinh dưỡng. Thứ hai, không có sự cân bằng của hormone. Thứ ba, mình không biết cách để cân bằng cái sự stress ở trong đời sống của mình. Stress thì nó có rất là nhiều loại. Stress về tinh thần, stress về cơ thể, và stress về những vấn đề chung chung ha. Cho nên là nó có rất là nhiều những cái thứ mà nó liên quan đến cái sự mất ngủ của mình đấy. Cho nên đối với mẹ của em đó, Ni á, nếu như mà ha, một cách mà Ni gọi là bây giờ bắt đầu lại một cái hành trình mới của mình, Ni nghĩ đó, mẹ của em nên tham gia cái chương trình gọi là The New You by Huyền Ni. Vào trong đó Ni hướng dẫn cho những cái thói quen tốt để bắt đầu lại một cái hành trình mới cho cái con người của mình á. Và qua đó mọi thứ ở trong người, tự vì sau chương trình đó các bạn sẽ biết cách dinh dưỡng cho mình tốt là như thế nào, những cái vitamin, những cái supplement nào nó sẽ giúp cho mình cân bằng được cái cuộc sống bình thường của mình, tất cả những cái điều đó đó. Rồi mình có luyện tập thể thao ở trong đó, mình tập mệt thì buổi tối mình sẽ ngủ, thì tất cả những cái điều đó nó sẽ giúp mình điều hòa được cái sự căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày của mình, nó điều hòa được cơ thể của mình, nó điều hòa được tâm lý của mình, và do đó là mình sẽ dễ từ từ đến một cái lúc nào đó mình sẽ dễ ngủ hơn. Các bạn biết không, có cái thời điểm ha mà Ni chơi sport rất là nhiều là ở cái độ như thế này. Ví dụ như ha, hồi đó là Ni chưa có con cái và công việc của Ni đó cũng gọi là không có nhiều cái căng thẳng giống như bây giờ ha, thì hồi đó là Ni tập thể dục. Ví dụ như mỗi lúc mà Ni tập ha, Ni tập ở trong đó mấy tiếng đi chơi. Đầu tiên á, là Ni sẽ tập body pump. Body pump là 45 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ. Sau đó là Ni ra Ni đánh tennis. Đây là trong những ngày mà Ni có thời gian ha. Ni ra Ni đánh tennis 3 tiếng. Rồi sau mà Ni đi tập yoga. Một cái ngày mà Ni perfect nhất của Ni nó là như vậy. Ni yoga thêm 1 tiếng nữa là các cơ bắp được làm việc và được thư giãn. Hôm đó về Ni không có vấn đề là ngủ không được, tự vì bãi quải chân tay rồi sao mà không ngủ được. Rồi đó, cũng trước khi có con cái thì là Ni sau khi đi làm ra ha, 7 giờ tan sở là ăn một ly chè để cho nó có đường á, nó có đường lên, và Ni ra sân tennis sẽ đánh 3 tiếng đồng hồ, ly chè bay rồi. Về nhà là Ni sẽ ăn protein ha, để mà mình không có bị gọi là tăng mỡ. Rồi buổi tối đó thì Ni không có bật tivi lên được, tại vì bật tivi vừa bật lên là Ni đã vừa nhắm mắt rồi, trong khi cái tay đưa lên để bấm cái tivi là cái con mắt nó đã nhắm rồi. Đó là cái sự vận động và cái sự cân bằng về mọi thứ nó sẽ giúp cho mình ngủ được. Còn giống như bây giờ hiện tại của Ni ha, Ni sẽ không có thể là có được một cái ngày 5 tiếng chỉ riêng cho mình, tại vì Ni không có được điều đó. Từ bây giờ Ni có các con của Ni, cho nên nó mỗi tuần Ni luôn luôn sắp xếp ra 45 phút cho đến 1 tiếng, 3 đến 4 lần mỗi tuần
để mà Ni đi ra Ni tập thể dục, Ni vào đó và Ni tập focus, tập trung đi tập kinh khủng à, những cái gì mạnh nhất, những cái gì nó làm cho tim của Ni đập nhanh nhất, để mình tập ít nhưng mà nó hiệu quả. Thông thường Ni tập cỡ 30 tới 45 phút maximum à, rồi sau đó Ni sẽ đi tắm rửa sauna một chút xíu, thư giãn, relax, nằm trong sauna đắp mặt nạ này nọ lên, bước ra tiếp tục sự xuất hiện của một nữ hoàng à. Khi mình nữ hoàng không có thời gian đó thì nữ hoàng sẽ phải làm như vậy nha. Huyền Ni ơi, em á, bị mất con trai của em khi mà cháu 8 tuổi rưỡi. Em nhớ con của em lắm. Mà mỗi khi em nhắc đến con của em thì mẹ chồng em tỏ vẻ rất là khó chịu. Ông xã em sợ mẹ nên cũng không nói gì. Em phải làm sao đây? Không lẽ con của mình mà mình không được quyền nhắc đến hay sao? Cảm ơn Huyền Ni rất là nhiều. Ôi, con 8 tuổi hơn mà mất hả các bạn? Ni không thể tưởng tượng được cái nỗi đau đó nó lớn như thế nào. Mà khi mà mình đau khổ, mình không nói thì là mình đang tự giết chết bản thân của mình. Mẹ chồng không có cái quyền bắt em không được nói. Mẹ có thích hay không thì em vẫn cứ nói. Mẹ không thích thì em đừng nói trước mặt mẹ, em đứng em nói ở đâu đó với những ai khác. Nhưng mà mẹ làm như vậy là mẹ sai. Tuy nhiên bây giờ đối với cách xử lý với người lớn thì như thế này, mình không có thể đứng đó mình cãi rồi mình thành hỗn, đúng không? Mình sẽ nói, mình đừng có nuôi cái sự nghi ngờ đó. Mình nói thẳng, mình nói mẹ ơi, tại sao những lúc con nhắc về con của con mẹ lại tỏ vẻ khó chịu? Không, đừng dùng từ khó chịu, mẹ có vẻ không vui. Khi mình hỏi một cách rất là lịch sự thì mẹ sẽ chia sẻ. Còn ví dụ như là ô tao nói, tao thích, đừng nói. Thì mình biết đó, là mẹ đang phải đối mặt với cái nỗi buồn đó bằng cái cách riêng của mình. Chúng ta đó có rất là nhiều cách để mà đối diện với những cái sự căng thẳng hoặc là nỗi buồn trong đời sống. Cái cách tốt nhất và lành mạnh nhất đó là mình nói ra. Hả? Còn rất nhiều người Việt Nam bị cái vấn đề này và nó phá hủy đi rất là nhiều các mối quan hệ, tự bởi vì là mình chỉ để trong lòng thôi. Mình không, người Việt Nam không có cái văn hóa là chia sẻ và nói chuyện. Mình buồn mình biết, mình giận ai mình biết, còn nó vẫn cứ vui vẻ ở ngoài à. Ví dụ như ai giận Ni đâu biết, Ni cà tưng à, Ni có biết đâu, phải nói. Thì đó là một cái điều đó mà nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều trong cái cuộc sống của mình sắp tới. Có gì không vui, không thích, mình cứ nói một cách lịch sự. Chẳng ai mà ghét hoặc là giận những cái người mà nói chuyện lịch sự và nhẹ nhàng cả. Cho nên là mình hỏi mẹ thì mẹ sẽ hoặc là chia sẻ hoặc là không. Khi mà mẹ sẵn sàng chia sẻ, đó là cái lúc mà mẹ đạt được đến cái độ gọi là lặng lặng trong tâm hồn và chấp nhận được cái thực tế là mình đã mất cháu rồi. Không có ai mà mất cháu và mình yêu thương bao nhiêu năm mà lại cảm thấy điều đó nó là bình thường cả. Thì nhiều người có cái cách ứng phó với những cái tình huống đau khổ như thế này khác nhau ha. Và họ sẽ cần một cái thời điểm để mà họ đến được cái nơi mình cần đến, nơi mình nói nó ra. Thì ban đầu sẽ là giận dữ này, uất hận cuộc đời này, không thích nói đến này, xua đuổi người xung quanh này, cô đơn này, sụp đổ này, không biết làm gì, phải đưa tay ra nhờ sự giúp đỡ của người khác. Đó, tất cả những cái hành trình đó, tất cả chúng ta đều phải đi qua khi mà chúng ta đối diện với những cái sự căng thẳng trong đời sống. Thì đôi khi mẹ mới đang ở đây à, mình bắt mẹ tới đây cùng với mình thì chưa được, cho mẹ thời gian. Rồi mình hỏi, mình khởi mở đầu câu chuyện và mình chia sẻ từ từ và nhẹ nhàng. Không chia sẻ trước mặt mẹ được thì chia sẻ với ông xã của mình, hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Đi đó, đi thấy đó là một cái nỗi đau vô cùng to lớn và không bao giờ ai trong cuộc đời này xứng đáng phải đi qua. Nó rất là đau khổ. Cho nên talk about it. Don't just be alone. You know, đừng có cô lập mình để mà mình gặm nhấm cái nỗi buồn đó một mình. Nhớ, phải nói ra. Hello chị, mấy hôm nay em bị bệnh, không có đi làm được, nằm ở nhà coi show của chị. Xem show số 35 khi chị chia sẻ về việc hư thai mà em khóc luôn. Theo Chúa là vác thập giá mà đi đúng không chị? Nhưng tùy người mà Chúa trao cho thập giá cũng khác nhau. Chúa từng nói là Chúa không ta trao cho ai thập giá của họ đâu.
Đối với em, chị thật là mạnh mẽ và kiên cường. Không ai đi trên con đường của nhau có thể hiểu được những gì mình đã trải qua. Có thử thách thì cũng có hồng ân. Chúa đem đến cho chị một gia đình thật đáng ngưỡng mộ, những đứa con thật là đáng yêu. Còn những bé chưa kịp chào đời thì em tin rằng chúng đang ở trên thiên đàng với Chúa rồi. Nhìn vào chị, em thấy mình phải cố gắng thật nhiều, phải thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn và có ích hơn. Ngày mới qua Mỹ em cũng muốn học dược như chị, nhưng vì ý chí của em không mạnh, không chịu cố gắng nên bây giờ nghĩ lại buồn lắm. Bao nhiêu năm muốn đẹp mà không biết cách ăn cho đúng, tập cho đúng, để cười cứ như cọng bún thiêu. Từ khi gặp chị, cuộc đời em thay đổi luôn. Hy vọng chị sẽ tiếp tục làm những gì chị đang làm để giúp thêm nhiều người nữa. Mọi việc chị làm, Chúa đều biết, và em tin rằng Chúa sẽ trả công cho chị. Chỉ có việc Chúa làm thì mình không biết thôi. Và mình chỉ biết xin vâng, mặc dù không phải lúc nào xin vâng cũng dễ dàng, phải không chị? Yes, it's not easy. I have lost my life, you know. Tất cả chúng ta đó, ai cũng có những cái sự mất mát trong đời sống. Không có cái sự mất mát nào là to hơn hoặc là nhỏ hơn. Mất mát mới là mất mát. Nó cho chúng ta những nỗi đau, nhưng mà qua đó đó, nó rèn luyện lên chúng ta là những con người của hiện tại. Ni không thể yêu gia đình của Ni một cách kinh khủng khiếp như bây giờ nếu như mà những thứ khác nó đã không xảy ra. Ni trân trọng gia đình của mình vô cùng. Ok, và Ni làm tất cả những cái việc mà Ni đang làm cho các bạn. Và rất là nhiều khi Ni bị nói là lo chuyện bao đồng đó, nhưng mà bởi vì Ni được quá nhiều, I have to give back, you know. Khi mà Ni give back thì sẽ có người trân trọng, có người không. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Ni ngừng give back. Ni phải cho đi vì Ni được nhận quá nhiều. Ni cho ai lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Có những người đó thì sẽ thay đổi, có những người thôi khỏi chơi với Ni luôn thì thôi kệ nó. Cho nó xấu, cho nó hôi, cho nó mập, kệ đó. Okay. Việc của mình vẫn cứ làm. Okay. Ni á, Ni cảm thấy Ni quá sức là hạnh phúc. Từ bởi vì rất là nhiều bạn tin tưởng vào Ni và viết thư cho Ni. Bạn chia sẻ cuộc đời của mình với Ni, chia sẻ những nỗi mất mát, những niềm vui và nỗi buồn chung với Ni. Còn mà có vẻ như là nỗi buồn thì chia sẻ nhiều hơn, cho nên sắp tới những ai mà đang vui đó cũng phải nên chia sẻ để cho Ni biết là Ni không phải chỉ là nơi để mà xả rác nỗi buồn của các bạn. Ni rất là cần được nghe những cái tin vui hả? Cho nên có gì hay kể cho Ni nghe. Ni ơi, hôm bữa nghe cái show này từ Ni nè, mình làm cái điều này nè và mình được như vậy nè, mình vui quá Ni ơi. Cho Ni nghe để Ni có động lực, chứ còn lúc nào đau khổ mấy bà tìm đến tôi, rồi mấy lúc mấy bà vui sướng rồi không gọi tên mình Ni vậy. Thôi mà mấy lúc mấy bà vui sướng mấy bà đừng gọi tên tôi. Tôi không cần, không cần. Ok, làm tiếp ha, tiếp ha. Rồi cái cô này cũng là cái cô này đấy. Thời gian sau thì biết cho Ni. Chị ơi, em thấy những cái chương trình mới của chị làm em không vô được cái nào, em tiếc quá. Vấn đề là đang có thai thì đâu có vô được. Có những cô thì bây giờ con được 7 tháng đó chị ơi, chị đợi cho con em ngưng bú cái. Rồi chị khoan hãy cắt chương trình của chị. Chứ bây giờ em ngưng con sữa em cắt cái bình sữa của nó thì cũng tội nó. Chị đợi cho em, chị đợi cho em thêm 6 tháng. Có người thì chị đợi cho em thêm 5. Có người thì chị đợi cho em đẻ. Bây giờ cái trường hợp này là bầu mới có 2-3 tháng, bây giờ đợi đó, đợi đi đẻ nè. Đẻ xong rồi đợi nuôi con nè. Đợi nuôi con rồi đợi ready để vô lại nè. Mà những cái chương trình đi làm theo cảm hứng. Mục đích thì nó rất là tốt, tại vì nó muốn thay đổi cho các bạn. Nhưng mà Ni là một người rất là nghệ sĩ, khi mà vui đó thì Ni tiếp tục. Còn Ni thấy buồn, thấy căng thẳng quá, thấy các bạn lộn xộn quá, Ni bỏ. Tại vì nó không cần thiết. Ni vẫn là người tốt, Ni vẫn làm việc tốt. Và Ni chỉ không có cần phải chạy chương trình, tại vì chạy chương trình nó kinh khủng quá. Mấy má làm kinh khủng quá.
Thì hiện tại bây giờ là chúng ta có chương trình gì? The New You by Huyền Ni, đó là một cái chương trình mới, Ni mới thiết kế lại. Mà qua đó đó thì các bạn sẽ được là gì nè, làm sạch người, cơ thể của mình nè, đẩy đi những chất dơ ha, nuôi dưỡng từ bên trong, học cách dinh dưỡng cho nó tốt nè, tập những cái thói quen tốt nè, có thêm thể dục trong đời sống của mình là một điều cực kỳ cần thiết nè. Tất cả những ai mà trên 40 tuổi mà không có thể thao, không có thể thao mà gọi là intense workout 60 phút hả mỗi ngày, khoảng 5 ngày như vậy, trong 4 tới 5 ngày như vậy trong một tuần thì sẽ không được. Các bạn cần thể thao, mà thể thao mạnh như vậy chỉ là để giữ cho cân nặng của mình nó the same, nó y nguyên. Đó là chưa nói đến chuyện giảm cân hay gì đó nha. Cho nên á, cái này cũng là một cái thói quen nữa mà người Việt Nam mình cần. Chị ơi, trong cuộc đời em chưa bao giờ thấy cái gym nó là như thế nào. Gym nó cũng như là một cái ngôi nhà, trong đó nó có những cái đồ nó làm cho mình khỏe lên. Và lại mình đâu cần thể dục là phải đi vô gym đâu. Có rất là nhiều các phương pháp. YouTube của Ni là một rừng. Tất cả những cái bài có 2 phút à. Ai trong chúng ta mà không tập được 2 phút. Nhưng mà Ni còn cho các bạn một con đường ra. Luôn luôn Ni không bao giờ đưa các bạn vô đường cùng. Không tập được 2 phút thì mình bắt đầu bằng 1 phút. 1 phút mà chịu không nổi thì bây giờ 40 giây. 40 giây mà không chịu được nữa thì làm 20 giây. Trong đó có 4 bài, mỗi bài 5 giây. Không lẽ cứ làm 5 giây không được? 5 giây thì có mấy 3 động tác chứ nhiêu mà không làm được. Cho nên là đừng nói là em không có gym membership. Đừng nói là em không có thời gian. 20 giây trong cuộc đời cứ mà cứ không có. Mà tại sao bây giờ tôi ngồi đây thôi? Quát các cưng bài trong đây cũng có rất nhiều cưng rất tốt. Thôi giờ quát thì quát luôn hết. Gộp lại quát luôn hả? Rồi, đó là The New You by Huyền Ni. Khi mà cơ thể của mình nó sạch sẽ rồi thì mình sẽ qua được cái chương trình là da. Ở trong mình nó đã tuyệt vời rồi thì bây giờ để cho ở ngoài nó hiện ra nó đẹp không có khó. Thì qua chương trình da thì da của mấy cưng nó đẹp. Qua The New You by Huyền Ni thì cái con người của cưng nó đẹp. Bây giờ da nó đẹp. Rồi sau đó trong người nó sạch sẽ rồi, bây giờ có thứ dinh dưỡng tốt, bây giờ tóc nó mới mọc ra chứ. Rồi vô chương trình tóc thì tóc nó ra luôn. Rồi nó ra bây giờ làm sao cho nó đẹp, nó lộng lẫy và nó rực rỡ. Nó có lý do của nó, tất cả mọi thứ đều có cái lý do của nó. Ok, rồi sau cái tóc thì có thêm một cái này mới phát minh ra luôn. Đó là trời ơi, tao nói thức khuya dậy sớm vì mấy cưng quá cực. Gọi là chương trình eo thon đùi nhỏ. Ok, nãy giờ cái khúc này đang nói là ta nói nhiều tâm huyết mà ít thấy heart, ít thấy like, và có lẽ là cũng không thấy share. Đấy, các cưng coi các cưng như thế nào đấy. Chị ba mình nổi nóng lên á, chị ụp hết các chương trình. Bây giờ các cưng trở lại với con người nguyên dạng của mình, đó chính là vừa mập vừa lùn vừa xấu vừa hối, ác quá. Ok, rồi thì đó, mọi thứ nó liên quan đến nhau. Huyền Ni lấy bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu thời gian mà Huyền Ni đã tôi luyện, bao nhiêu tháng ngày ở trong các trường, bao nhiêu cái kiến thức Huyền Ni đổ dồn vào trong một cái chương trình như vậy cho các bạn. Tự vì Huyền Ni muốn các bạn thay đổi con người của mình, tìm một cái hướng đi mới, đừng là cái con người cũ nữa. Find yourself again. Đừng là những bà mẹ mà con nó 5 tuổi rồi mà phọt của mình nó vẫn còn chưa có lại. Nghĩa là sao vậy? Nghĩa là do cưng thôi, đừng có lý do nha mấy cưng. Mấy cưng vô chương trình rồi Ni sẽ chỉ thẳng cho mấy cưng biết cái lý do đó là cái gì. Lười chứ là cái gì, thôi nói luôn. Không có động lực. Và Ni là cái nguồn động lực của các bạn nè. Vô chương trình Ni nói một cái thì các bạn sẽ thấy, sẽ thấy là cái động lực đó nó kinh khủng như thế nào. Mình làm một mình không được, mình phải có người giúp mình. Mà có người nó đã giang tay, nó giúp mình rồi, mình cần cái lơ phất phơ thôi ha, hẹn cưng thêm 5 năm sau nữa. Tức là cả là lúc đó con là 10 tuổi rồi. Mà bây giờ hát phọt cũng đã rồi đi rồi. Tóc thì bây giờ đi luôn rồi. Da thì tất nhiên là không ở lại rồi. Cưng nhìn ai tham gia thì tham gia, ai không thì khỏi. Và đừng bao giờ nói là Huyền Ni sao chị không giúp em. Chị giúp em nhiều nhất có thể rồi, phần còn lại là do mấy cưng thôi ha. Mấy cưng tính và chương trình có thể ngưng bất cứ lúc nào, bởi vì nó cực kỳ căng thẳng. Mỗi lúc mà đăng ký, ôi mẹ ơi, ôi là Ni mới hỏi là ôi bây giờ tại sao cuộc đời mình cứ phải như thế này. Email thì mọi thứ email một lần thấy được những cái việc cần làm ABCD, làm ABCD vô chương trình. Bây giờ mới đọc cái số 1, mới A thôi, cái hỏi một phát xuống D,
Chị ơi, cái câu hỏi này mà cái câu D nó có giải thích hả? Không đọc, đọc cái câu đầu đầu thôi. Thì có những cái đơn đăng ký mà email qua email lại 30 lần. Mà mỗi lần thư nó về nó đăng ký nó cả trăm, 500 cái thư. Thì bây giờ cứ 30 lần email. Huyền Ni ơi, Huyền Ni phải ngồi suy nghĩ lại này Huyền Ni. Huyền Ni cảm thấy cái thời gian đó nó cần thiết không Huyền Ni? Nó có người, tất nhiên là Huyền Ni đã chịu không nổi rồi, Huyền Ni đã phải đưa người vô để phụ Huyền Ni rồi. Nguyên cả một cái team để phụ Huyền Ni. Mà cái team của Huyền Ni cũng quá luôn. Quá luôn, ok. Rồi có lúc Huyền Ni cho làm chương trình free luôn, không có tiền trả cho đám team luôn, đớp không khí hết luôn. Thì bây giờ mới nói là chúng ta giúp nhau, chúng ta tạo điều kiện cho nhau, nhưng mà các bạn phải xem, ok. Ni không có thời gian để Ni ngồi Ni chỉ cho các bạn từ bước 1 cho tới cái bước 30. Ni ghi một lần, đọc từ bước không, thường thường cũng không bao giờ có tới bước 30, nói gì mà kinh khủng. Thường thường từ bước 1 tới bước 5, bước 7 nó không nhiều thời gian đọc, phải đọc đi. Rồi á, là làm như vậy thì nó mới có hiệu quả. Còn làm một mình cũng không thích, có người vô phụ cũng không thích. Cưng à, cưng xứng đáng. Đừng xấu như bây giờ, ok, thôi đừng nói nữa. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo nè. À, cái này nè. Huyền Ni ơi, hôm nay mình phiền Ni chút nha. Chích Botox và facial fillers có nên không? Năm nay mình 37 tuổi mà mắc mòn chân chim rồi. Cảm ơn Ni. Như thế này, bạn Ni đã làm một cái chương trình rất là chi tiết về phẫu thuật thẩm mỹ. Và trong đó Ni nói từ trên đầu, từ trên cọng tóc cho xuống cái ngón chân, tất cả mọi thứ. Đó có đi ngang của cái phần này, Ni có nói ở trong đó. À, cưng nghĩ là câu hỏi của cưng nó thuộc vô hàng là thông minh xuất chúng hả? Cưng lòng. Đã có người hỏi trước cưng rồi, ok, và Ni đã có trả lời rồi. Thì bây giờ đó, nói một cách là cụ thể như thế này, Botox đừng có rờ vô. Từ vì Botox nó có một cái tác dụng, đó là nó freeze your face, freeze your muscle, à, căng ra, ok. Mình á, đi trái bong bóng lúc mà nó có hơi ha, khi mình xẹp nó đi thì trái bong bóng nó không thể trở lại cái dạng thường được, dạng cũ được, mà nó sẽ bị giãn. Cái da của mình cũng vậy, khi mình Botox mình căng nó ra, đến lúc nó hết thuốc cái da của mình nó giảm lại. Nhưng mà nó có một cái sự, các bạn thấy ai mà Botox là mình biết liền, tại vì da của họ nó sẽ không đều, nó là lồi lõm, nhìn nó lạ lắm, ok. Thì đó là một cái không nên làm. Filler thì đó, nó lắp vào chỗ trống á. À, cái chỗ này nó mất đi, mình lắp vào chỗ trống. Thì giữa hai cái phương pháp thì filler có thể là nó sẽ dễ chọn hơn, an toàn hơn và ít sự phá hủy hơn. Thì đó, nó có một cái phương pháp filler mà người ta lấy mỡ, ví dụ người ta lấy mỡ ở mông, ở đùi, những cái chỗ nó dư mỡ, và người ta bơm mỡ lại vào dưới da của mình. Thì đó là một trong những cái thứ mà có lẽ mình nên tìm hiểu. Tại vì mỡ là mỡ của mình, nó vào, nó tan ra thì khoảng là nhiều khi làm nó đâu được cỡ 2-3 năm gì đó thì nó lại tan ra. Chứ mà không có cái gì là nó mãi mãi được, đúng không? Tại vì cái khu vực này của mình này, nó rất là dễ bị tiêu collagen, rất là dễ bị tiêu mỡ. Mà mình cần collagen, cần mỡ ngay cái khúc này. Mặt tiền mà nó mất đi, cái mặt tiền nó xẹp xuống thì bây giờ rất là thương các mặt tiền của các cưng. Đấy, bây giờ làm sao để giữ cho cái collagen nó bớt bị mất đi cùng với thời gian. Tại vì với thời gian thì cái cơ thể của mình nó giảm sản xuất bớt đi. Thì mình á, phải có dinh dưỡng tốt, mình phải có những cái thói quen tốt. Và quan trọng nữa, mình phải có thể thao. Khi mình có thể thao đó là cơ thể của mình nó được làm mới. Mà trong cái quá trình làm mới thì nó sẽ giúp cho collagen production được tăng lên, sản xuất collagen nhiều hơn trở lại. Không thể là hoàn hảo như cái thời 17, 18, 19, 20 được. Những cái thời mà nhìn là những cái hình, cái mặt của mình nó phúng phính, nó không thể trở lại cái thời đó. Nhưng thay vì nó đi xuống dốc thì bây giờ nó đi ngang, à, rồi nó xuống từ từ, rồi nó xuống luôn, à. Thì phải cưng phải cho nó xuống luôn, chứ lúc mấy cưng ngủ rồi nó còn ở lại chi nữa, đúng không? Ok, rồi, thì đó. Tuy nhiên cái phương pháp mà
bơm mỡ vào người của mình lại. Thì người ta dùng cái phương pháp đó, người ta áp dụng cũng cái kiến thức đó để mà người ta bơm vào ngực. Từ bởi vì trời nghe sao đã quá vậy, lấy mỡ thì cái nơi mà không cứ bỏ vào cái nơi cần mỡ hả, đi cái lại cũng cần cái khúc đó đó, thì bỏ vào đây. Nhưng mà nó bị một cái vấn đề, đó là phụ nữ của mình hay bị cái ung thư ngực, mà mỡ nó nằm ở trong ngực thì nó hay sẽ gây ra cái tình trạng là nó đóng cục. Và khi mà nó đóng cục thành những cái mảng ở trong đó, chụp khi mà mình chụp mammogram ấy là để kiểm tra ung thư vú, phụ nữ 40 tuổi trở lên nên được kiểm tra như vậy. Và theo sát để kiểm tra thường xuyên để xem thử là mình có những cái vấn đề về ung thư ngực hay không. Đấy, thì khi mà nó thành những cái mảng như vậy thì khi mình chụp mammogram, chụp hình đó thì nó sẽ nổi lên. Và lúc đó thì mình sẽ bị, bác sĩ sẽ không biết đó là do mỡ vì mình bơm vô hay là do của ung thư. Cho nên nó cũng phải tùy vào nơi mình bơm và mình nên tư vấn thêm với bác sĩ nha. Tại vì Ni không có chuyên về bơm chích cái gì vô trong người của mấy cưng, cho nên là Ni chỉ cho các bạn biết những cái gì mà Ni biết thôi ha. Rồi tiếp theo câu này. Good morning Huyền Ni. Ok, mình biết là bạn biết tiếng Anh rồi, dịch luôn ha. Mình biết là Huyền Ni rất là bận, nhưng mà mình rất là hạnh phúc vì là Huyền Ni đã đọc những cái thư mà mình viết. Huyền Ni là you are my idol. Cô ấy quý Huyền Ni ha. Mình ngưỡng mộ Huyền Ni nhiều lắm và cảm ơn rất là nhiều những thứ mà Huyền Ni đang làm cho cộng đồng. Mình đã từng là một cô gái rất yếu đuối, nhưng khi follow Huyền Ni, xem chương trình The Huyền Ni Show, mình đã học được rất nhiều những lời khuyên của Huyền Ni. Mình lập gia đình khi đã hơn 10 lập gia đình đã hơn 10 năm chịu đựng, đã hơn 10 năm chịu đựng rất nhiều sự buồn phiền về gia đình chồng và chồng. Mình đã không thông minh khi lựa chọn người. Mình gặp anh ấy khi mình mới qua Mỹ. Anh ấy kể anh ấy đi vượt biên từ năm 9 tuổi một mình sang Mỹ với gia đình của ông bác, thiếu tình thương, và mình thấy rất là cảm động và tội nghiệp. Mình đã quên và giúp anh ấy bảo lãnh bố mẹ của anh ấy qua. Anh là người ham mê nhậu nhẹt cờ bạc. Mình nghĩ khi có gia đình con cái anh ấy sẽ bỏ những tật xấu đó. Nhưng 14 năm nay anh ấy càng ngày càng tệ. Phải dừng lại cái chỗ này để làm điểm nhấn cho các bạn. Những ai mà đã lấy chồng rồi, các cưng đã quá trễ rồi. Bây giờ các cưng chỉ còn nước rút chân ra thôi. Còn những cưng nào mà chưa vô nè, chưa vô cái con đường này nè, chồng đó trên cuộc đời này tuyệt vời nhất nếu chúng ta chỉ lấy một người, được thôi một người. Kẹt lắm, nó tệ lắm thì thôi mình cho nó đi, mình lấy đứa thứ hai. Đừng có tăng con số lên. Cuộc đời em đã qua 10 người chồng. Ok, không được. Cho nên đó, trước khi mình lấy thì mình phải biết cái con người đó. Không thể nói là 100% được, nhưng mà 80-90% mình nên biết. Biết về những thói hư, những tật xấu, những cái tính tốt của anh ấy, mình phải biết hết. Khi mà đã có dấu hiệu cờ bạc trong cuộc đời của các cưng thấy không? 14 năm nó không thay đổi, nó chỉ càng tệ hơn mà thôi. Nó có dấu hiệu nhậu nhẹt, nó sẽ càng ngày càng trở thành những người nghiện rượu, nặng đô hơn, nó không có hết. Tự đây là những cái thứ mà tự bản thân người đó họ phải thay đổi. Chúng ta, phụ nữ ơi, phụ nữ nghĩ phụ nữ là anh hùng mà, phụ nữ nghĩ phụ nữ là những thiên thần đến cứu thế gian này. Trời ơi, cuộc đời anh đang đau khổ hay em tới là anh sẽ thay đổi liền. Sao mấy cưng nghĩ mấy cưng ngon quá vậy? Và rất nhiều phụ nữ nghĩ mình ngon quá vậy, cho nên bây giờ đang khóc hận đó, đúng không? Trời ơi, bây giờ em cứu anh mà không, bây giờ đi cứu chị. Ni chưa đủ việc hay sao mà Ni còn ra cứu mấy cưng? Ni lạnh luôn đám ha, Ni lạnh luôn đám, bơ vơ đang vào đời không biết làm cái gì, lạnh đám đó là đã mệt rồi ha. Bây giờ lạnh đám ha, chuẩn bị có con ha, rồi đang đi đẻ ha, rồi đẻ xong ha, rồi bây giờ đang bơ vơ không biết làm sao để bắt đầu lại cái con người mới của mình ha, rồi Ni lạnh luôn đám đó. Rồi bây giờ cái đám mà gọi là những quyết định sai lầm bây giờ dẫn tới hậu quả ha, Ni lạnh luôn đám đó. Trời ơi, hãy cho Ni thở một chút được không? Mấy cưng mấy con mắt Ni lạnh hết vậy? Con đường nào cũng không có lối thoát vậy. Thì có những cái tính xấu, cờ bạc, rượu chè, trai gái không thành thật, đấy, cướp của giết người đó, những cái xấu á, đấy là xấu hết, ngang nhau nhé, xấu hết. Bỏ liền ngay lập tức. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thay đổi được con người ta. Đàn ông, đặc biệt những người đã qua 30 tuổi và ngay cả phụ nữ mình nhé, qua 30 tuổi cấm ai mà thay đổi được mình. Tại vì cái tôi của mình nó quá lớn. Mình chỉ thay đổi khi mình quyết định thay đổi. Ni chỉ thay đổi khi Ni thấy là đúng rồi, cái đó sai quá, cái đó xấu quá, Ni phải đổi thôi. Trong tuần vừa qua Ni thấy Ni có một cái điểm Ni cần sửa, và cũng học được từ các bạn.
thì là đi thấy mình cần phải sửa. Từ bởi vì bây giờ công việc của đi nó stress quá, nó nhiều quá, đi làm nhiều việc cho các bạn quá, mà cũng có nhiều bạn đánh rối đi quá, cho nên đôi khi đi hơi bị dễ cáu đó. Mà tính của đi thì không phải là một người hay cáu, cho nên là đi thấy là chết rồi. Bây giờ từ một thiên thần mà bây giờ đang từ từ hết thiên thần rồi, từ khi thiên thần ít khi nổi cáu lắm, bây giờ thiên thần phải bớt lại. Từ vì đi muốn là một cô gái giống như đi luôn luôn. Từ trước tới giờ đi thích đi vui vẻ, đi không thích bị stress, đi không có thích bị cáu như vậy, cho nên cái đó đi sẽ phải thay đổi và đi sẽ phải cắt bớt việc của mình đi, những cái gì nó không quan trọng nữa đi bỏ đó, cho nên mấy cưng coi mấy cưng đó không có việc gì có thể là hứa được, không gì có thể là mãi mãi. Okay. Rồi vì các cưng bầu bì, các cưng đang cho con bú thì sẽ ráng thêm chút nữa để coi thể đi ráng được tới đâu ha. Đi mà đi ụt chương trình đó thì mấy cưng cũng đừng có trách đi. Từ bởi vì là I'm so sorry, it's just too much work. Hoặc là đi phải cần thêm người phục vụ đi nữa hay sao. Thôi cái phần đó từ từ nghĩ sau nha, bây giờ khổ quá. Rồi tiếp theo cái câu chuyện này, sau khi mình thấy sai rồi đừng bao giờ dấn thân nữa nha. Nhưng mà cô bạn của mình này đã dấn thân rồi. Cô ấy kể một cái câu chuyện này. Và có một lần anh ấy đi casino, mình sợ thua, không có tiền để trả tiền bill, cho nên mình đã chạy sang casino kêu anh ấy về. Anh ấy đi ra, mình sợ anh ấy đi sang casino khác, nên mình đã lên xe, để xe của mình lại ở casino để lên cùng xe với anh ấy đi về. Khi lên xe thì anh ấy nói hôm nay tao sẽ cho mày chết. Rồi anh ấy phóng xe với tốc độ maximum, mình phải van xin, khóc lóc vì con còn nhỏ ở nhà. Rồi anh ấy chạy tới cái khu Mỹ Đen hay bắn nhau mỗi ngày rồi thả mình ở đó, mình phải gọi cảnh sát. Lúc đó anh ấy mới chở mình về. Các bạn có biết là trên cái đoạn đường về nó kinh khủng như thế nào không? Cái sự nghiện, cái sự đam mê, nó có thể làm cho con người ta gây ra tội ác. Tại vì trong cơn tức giận, người ta không có kiềm chế được cái bản thân của mình đó. Tiếp theo, năm 2015 anh ấy đòi mở tiệm nails. Mình thì đi làm công sở, anh ấy đòi mở cho bằng được. Anh ấy nói là phải mở để lo cho tương lai của các con. Mình nói anh ấy không có đủ tiền nên đừng có mở. Anh ấy nói nếu mà không mở thì anh sẽ ly dị mình. Mình thương các con quá cho nên mình vay mượn gia đình thêm một số tiền. Anh ấy cũng đi qua vay mượn của gia đình anh ấy rồi cuối cùng mở tiệm. Khi mới mở tiệm thì anh ấy rất là chăm chỉ, nhưng sau đó thì uống nhiều và ngày nào cũng say xỉn. Có ngày không muốn dậy để lên tiệm. Rồi đi casino xuyên đêm đánh bài đó. Càng ngày thì càng say mê. Có tối đó thua 5-6 ngàn đô đó là chuyện bình thường. Anh ấy lấy hết tiền trong nhà băng ra đánh, rồi còn lấy thêm tiền mượn cash advance từ các thẻ tín dụng nữa để đánh luôn. Mình nhắn tin nói anh ấy đừng có rút tiền ra nữa. Thì anh ấy chửi mình thậm tệ. Mình ly hôn với anh ấy 1 năm rồi, mong tình hình thay đổi, nhưng mà nó càng lúc càng tệ, cho nên mình quyết đã ly dị, đưa đơn ly hôn. Gia đình của mình thì ở Việt Nam hết, không có ai ở bên Mỹ. Anh ấy nghĩ là anh ấy có thể là đầy đọa mình như vậy, từ bởi vì là gia đình của anh ấy ở đây hết rồi. Bây giờ thì anh ấy đã chuyển về sống với bố mẹ với lại các anh em trong gia đình. Con của mình đó thì một tối trong tuần nó phải qua với anh ấy, và một cuối tuần thì ở với mình, một cuối tuần thì phải ở với gia đình anh ấy. Gia đình thì đông người, không có chỗ cho các con. Lúc nào các con qua đó đi về nhà cũng rất là buồn ngủ, các con sợ hãi và các con không có muốn đi nữa. Mỗi buổi tối đó, 8 giờ thì anh ấy đi làm về, chỉ hello với các con thôi, rồi anh ấy đi uống. Anh ấy uống với em trai, uống với bố của mình. Các con của mình không đứa nào muốn đi với bố cả. Mình đã trình bày với luật sư rồi, nhưng mà mình lo cho con quá, mình ngủ không có được. Các bạn có tưởng tượng được là các con của mình đó, trong những cái hoàn cảnh như thế này nó thương lắm không? Nó phải đi đi về về, nó phải ở đó và nó phải chịu cái sự say xỉn, sự la hét và sự áp lực tinh thần của một cái người như vậy. Đáng ra đó, cái điều này nó đã không nên bao giờ xảy ra. Đáng ra cuộc hôn nhân này nó đã phải kết thúc từ rất là sớm. Cô ấy gửi cho Nhi cái tin nhắn, mấy tin nhắn mà ông xã cũ viết, chửi băng luôn. Phụ nữ không bao giờ để cho đàn ông nói chuyện với mình thiếu tôn trọng mình như vậy, là chồng hay là bất cứ một cái người đàn ông nào không bao giờ có thể được nói chuyện với mình kiểu như vậy hết. Ok,
Bây giờ chuyện đó đã xảy ra rồi, Đi không trách cô bạn của mình vì Đi rất là thương cô bạn này. Ở quen Ni lâu hả? Và Ni hướng dẫn nhiều sự thay đổi trong cuộc sống và trở thành một người phụ nữ tự tin hơn. Ni có cảm giác Ni là lực đẩy đằng sau cái cuốn ly hôn này. Bây giờ như thế này nhé, cái con người của anh ấy đó mình sẽ không có thay đổi được. Bây giờ mình cãi, mình chửi, mình khuyên nó sẽ không còn tác dụng nữa. 14 năm nó không tác dụng, bây giờ cưng nghĩ cưng ly hôn rồi thì cái sự uất hận đó nó càng nhiều hơn nữa. Mình nói đấy sẽ không có nghe đâu. Cho nên bây giờ mình chơi cái con đường mà cứng rắn không được thì bây giờ mình qua cái con đường nhu mì, ok, đường nhẹ. Anh ấy nói gì? Ok. Rồi, anh ấy chửi, ok, cho nó qua chuyện đi, mình không có mất mát gì hết. Bây giờ tất cả mọi thứ đã chia ra hết rồi, bạn đã đi một con đường đúng là bạn đã nói chuyện với luật sư. Và đôi khi luật pháp Mỹ đó nó rất là công bằng, nhưng mà đôi khi trong những cái tình huống như thế này mình thấy những cái nạn nhân ở đây là các con của chúng ta, thương quá. Nhưng mà tòa nói như thế nào thì mình cứ phải làm theo thôi hả, để mà mình dung hòa lại tất cả mọi thứ. Tự vì bây giờ cái cách mà anh ấy chắc thì cũng rất là thương các con, chỉ có điều là đang uất hận mình này, cho nên á, những cái gì làm cho mình đau khổ thì sẽ làm cho mình đau khổ. Mình sẽ đi theo cái con đường đó, mình sẽ im lặng, mình cần cái gì nói cái gì, mình ok, miễn sao mình thấy là nó không ảnh hưởng đến cái sự an toàn của các con. Mi nghĩ đó là các con về bên đó, anh ấy không bao giờ đánh các con hay là cái gì đâu hả? Chỉ là cái sự áp lực về mặt tinh thần thì mình hy vọng một ngày nào đó nó sẽ bớt đi, mà mình sẽ làm cái người lãnh một cái vai trò rất là lớn để cái áp lực tinh thần đó ở trên anh ấy nó từ từ nó giảm bớt, mình trở thành dễ hơn, thì anh ấy cũng từ từ cũng sẽ bớt uất hận mình hơn và cũng bớt hành hạ các con của mình hơn, cho nó bỏ ghét. Thì không có nghĩ là anh ấy ghét các con của mình, nhưng mà anh ấy đã phải giành giật như vậy để chứng tỏ cho mình biết đó là anh ấy không thua mình, hiểu không? Muốn thắng cho thắng, ok? Mình chỉ dung hòa, tự vì bây giờ sự an toàn và hạnh phúc của các con nó là trên hết, cho nên mình lui một bước cho người ta tiến mấy bước kệ nó. Cái quan trọng nhất là bây giờ đó mình đã thoát ra được cái cuộc hôn nhân đó rồi, và mình sẽ bắt đầu để xây dựng lại và sẽ đưa các con đến một cái tương lai sáng láng hơn, rực rỡ hơn. Mình đã mạnh mẽ được đến khúc này, mình mạnh thêm khúc nữa nhé, đừng có bỏ cuộc. Đi á, đi biết đó là đi là một cái nơi mà các bạn rất là tin tưởng và trao phó nhiều những cái quyết định quan trọng của mình đến với Ni. Và thật sự Ni chỉ muốn tốt cho các bạn thôi, Ni không có được làm cái này, Ni không có gọi là Ni được cái gì, cho nên là Ni không có cho bạn lời khuyên mà nó hại bạn. Tại vì Ni ở ngoài ấy, Ni nhìn nó rất là rõ. Ni không biết các bạn đang xem chương trình của mình có thấy rõ giống Ni không, nhưng mà Ni nghĩ là cách tốt nhất mình nhường đi, mình đừng có đúng sai nữa. Anh đừng có lấy tiền, anh ấy lấy tiền lấy gì thì cuối cùng anh ấy sẽ là một người không có cái gì hết. Mình đã xong cái trách nhiệm là lo cho cuộc đời của anh ấy rồi, xong rồi, đừng tiếp tục lo nữa, ok? Mình lo cho các con của mình. Tòa nó đã giải quyết, nó đã quyết định chia đôi tài sản người này người kia, việc anh ấy lo, việc của anh ấy lo. Cái đà này thì không gì đây, cái gì đây, tiền khô cháy túi có ai hiểu cho, là nó rất đang xảy ra đó, dù các con nhạc vô đi đúng không? Rồi tiền đó nó sẽ xảy ra, và khi mà người đàn ông họ hết tiền thì đôi khi họ sẽ tỉnh ngộ, mà có đôi khi nó trôi luôn, mình không có đoán trước được. Tương lai, cuộc đời, sự nghiệp là trong tay của mỗi người. Mình không thể lo được cho người ta khi người ta không muốn. 14 năm cưng lo không được rồi, bây giờ cưng lo thêm nó cũng sẽ không có được nữa nhá, cho nên bỏ nó đi, ok? Tiếp theo có một cái câu này. Ôi câu này nó dài lắm, nó dài như thế này nguyên một trang, mà chị ơi chị đừng đọc, chị đừng đọc trên chương trình. Nó dài như thế này thì một trang thì đi trả lời lại cũng phải 5 trang, thì bây giờ làm sao đi có thời gian để còn đi trả lời 5 trang. Không cho đọc thì thôi từ từ trả lời hả? Từ từ trả lời chứ biết làm sao đây. Chị có chuyện này nhờ Huyền Ni giúp chị với. Con trai đầu của mình 18 tuổi. Cậu bé là một đứa trẻ rất là dễ thương, tốt, nhưng mà không có bất cứ một cái kinh nghiệm nào trong cuộc sống cả. Chưa biết lái xe, chưa bao giờ làm việc. Hiện tại thì đang làm việc bán thời gian, nhưng mà chưa có đi học đại học.
và đang dành một ít thời gian để mà nghỉ ngơi thôi hả? Mình sống ở tiểu bang này, cậu ấy thì chưa bao giờ đi ra một cái nơi nào một mình hết. Nhưng mà con của mình đang rất là muốn được chuyển tới sống ở cái thành phố Chicago với một cái người mà cậu ấy, mà con đó mới biết ở trên social media, mới biết trên mạng. Mình tất nhiên là đâu có muốn con đi đâu. Nhưng mà đó, bởi vì mình biết đó là con chưa có sẵn sàng để đi ra ngoài đó một mình. Bên cạnh đó thì mình cũng không biết người đó là ai, cho nên mình lo lắng về sự an toàn cho con. Mình thử mọi thứ, mình tự năn nỉ cho đến là giải thích các cái điều tồi tệ có thể xảy ra cho con. Nhưng mà cái đầu của con, trái tim của con nó không còn ở trong gia đình này nữa. Con sẽ tìm cách để con ra đi, mình hiểu điều đó. Ông xã của mình thì nói là bây giờ lấy hết mọi thứ của con, không có cho phone, không có cho internet, thì nó sẽ không có cách nào để nó liên lạc với cái người ở Chicago. Nhưng mình không nghĩ đó là cái ý kiến tốt. Đôi khi mình nghĩ là hay là mình để cho con đi đi, rồi cuộc đời nó sẽ đẩy con về lại với mình. Lúc đó con sẽ biết trân trọng gia đình hơn. Ông xã của mình thì nói cho nó đi, rồi tin là Thượng Đế sẽ đưa đường dẫn lối. Mình ngưỡng mộ cái sự thông minh của Huyền Ni và những cái lời khuyên mà Huyền Ni làm trên những chương trình của mình, của Huyền Ni mỗi tuần. Và mình cần một lời khuyên từ Huyền Ni. Tuần này sắp toàn là những ca khó thế nhỉ? Thật là kinh khủng. Huyền Ni cũng không có phải là ba đầu sáu tay, Huyền Ni không có xuất chứng vậy. Cái trường hợp này đó, chúng ta nói ra để cùng rút kinh nghiệm với nhau ha. Ba mẹ à, con của mình nó không có kinh nghiệm sống, đó là lỗi của mình. Mình sợ con đi làm nó cực, lỗi của mình. Ngay từ nhỏ đó, mình sẽ dạy cho con biết giá trị của sự lao động. Nó lao động, khi mà con có được cái sự lao động, cái sự siêng năng lao động, con sẽ có tất cả. Con dọn dẹp phụ việc trong nhà với ba mẹ, con sẽ được trả lương. Và cái lương đó con sẽ dùng để mà con mua những cái thứ mà con thích. Con bỏ một phần để vào trong, để sau này con đi học đại học, và một phần con có thể mua đồ chơi của con. Thì mình dạy cho nó là con có làm thì con có được những cái này cái kia. Con nó yêu cái sự lao động đó, và nó thích được làm, nó thích được khen, nó thích được có phần thưởng. Và đó là cái cách để mình dạy cho con từ nhỏ. Cho đến lúc mà nó đủ cái tuổi để nó làm những cái việc khác nè. Thường thường á, con nít ở đây đó, mười mấy, mười, mười, mười lăm, mười sáu hay là nhỏ hơn cái gì đó, là đã có thể có công việc đi làm được rồi hả? Làm những cái việc nhỏ này, đôi khi mùa hè cho bán nước chanh trước nhà này. Rồi hả, nhà có bán carousel này, cho con nó info vào, cho con nó có cái sự tham gia ở trong đó. Cắt cỏ cho ba mẹ này, mỗi tuần cắt này, đây là tiền lương này. Tạo việc cho con nó làm, và nó phải có trách nhiệm. Khi mà nó không có làm thì nó sẽ không được cái này cái kia như là nó muốn. Từ nhỏ nó đã hiểu như vậy rồi thì nó sẽ hiểu giá trị lao động, và nó hiểu lao động nó powerful, nó cho mình tất cả. Mình đừng cái gì cũng sợ con hư, cái gì cũng sợ con thất bại, cái gì cũng sợ con đau, và cuối cùng là con nó không có làm được cái gì cả. Bất cứ những cái quyết định nào đó trong cuộc đời của nó đều phải chạy tới mình. Mẹ ơi, con có nên lấy cô này không? Mẹ con có muốn con có nên đẻ con không? Cái đó đâu phải việc của mình đâu mà mình cứ suy xét vô chi vậy hả? Các bà mẹ chúng ta sẽ trở thành những bà mẹ chồng này, những bà mẹ vợ này rất là cool, ok, rất là biết điều ấy. Đừng có như ngày xưa nữa nhá. Cho nên chúng ta bây giờ các con còn trong vòng tay của chúng ta phải nuôi dưỡng nó, chúng ta phải tạo thành những người lớn xuất chúng, những người lớn xuất chúng theo cái khả năng maximum của chúng ta. Chúng ta có gì, bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu kinh nghiệm trải đời, chúng ta dạy cho con để sau này nó không có phải mắc những lỗi lầm như mình đã làm. Và mình dạy từ khi nào? Đợi 15, 16 tuổi dạy, ôi làm sao mà nó nghe, cái tuổi này nó làm sao mà nó nghe. Bao nhiêu người, bao nhiêu tấm gương trước mắt này. Ở Việt Nam thì mình ít, tự vì mình có cái giá trị gia đình, which is amazing. Ni yêu văn hóa Việt Nam ở cái điểm này, và đi dùng nó để đi dạy các con của Ni. Còn trẻ em ở bên này ha, 13, 14 tuổi đi về đóng cửa phòng lại, ba mẹ không ra vô, tự vì là privacy, respect each other privacy. Không có privacy cái gì ở đây hết. Tất cả cửa trong nhà Ni từ trên xuống dưới, tất cả mở tang quang. Các phòng
Đó là luật của gia đình nè. Mọi người ra vô thăm hỏi chào nhau từ khi nhỏ cho tới lúc lớn đã là luật gia đình thì không bao giờ thay đổi ha. Không có cái chuyện mà con về con đóng cửa lại, con ở trong phòng mà không có ra ngoài nói chuyện với mẹ, không bao giờ xảy ra trong gia đình của Huyền Ni nhé. Huyền Ni sẽ dạy cho các con của Huyền Ni từ bây giờ mấy tuổi, mà không lẽ dạy tới khúc đó mà dạy không xong mày thất, Huyền Ni thất bại rồi đúng không? Cho nên qua đây có câu chuyện này để mình rút kinh nghiệm cho những người làm ba làm mẹ của mình ha, đang chuẩn bị hoặc là đang làm. Mình đừng có cô lập nhau, mình đừng nghĩ là con của mình không được, mình phải cho nó giá trị lao động. Chúng ta phải bỏ đi cái thói quen này, trời ơi con ơi mẹ nghèo lắm con á, phải học cho giỏi đi để mà vài bữa đừng có nghèo như mẹ. Chị áp lực thằng nhỏ tội nghiệp nó vậy, mình nghèo là vì lo do lỗi của mình đúng không? Mình đừng có nói nó là bây giờ mình con phải đừng có nghèo giống như mẹ. Đừng có cho con cái áp lực như vậy. Con ơi, mẹ nghèo là vì do mẹ đó con. Con không cần dạy như vậy mà dạy vậy nè. Con ơi, cái đó mình làm được hết nha con. Cái đó là mình sẽ mua được đó. Nếu bây giờ mình làm ABC thì con nó sẽ làm ABC để nó có được D, đúng không? Mình phải tạo ra cái cảm giác là tất cả mọi việc đều có thể làm được thì nó mới không có bỏ cuộc. Chứ còn cái gì bây giờ cũng khó quá con, thôi con đừng làm nó thế này con đừng có thi cái thế này mà nó rớt rồi người ta cười đó con, rồi cái công việc này hả nó không có an toàn, thôi con đừng làm con, nó làm đi, nó thất bại bây giờ mình còn ở đó, rồi cái thất bại này nó sẽ đưa cái thành công của nó trong tương lai. Chứ cái thất bại nhỏ nhỏ không chịu thất bại, đến lúc một cơ hội nó quá lớn nó thất bại thì xoay nó đi luôn, đúng không? Cho nên á, chúng ta tập lại cái cách suy nghĩ của mình. Và mình không có làm gì to tát đâu, mình thay đổi suy nghĩ thì khi mà mình nói chuyện với các con đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Nếu nó hợp lý thì các bạn cho đi biết là có hợp lý không, thôi tôi ngồi đây tôi nói một mình tôi cũng ỏi lắm. Rồi, trong cái trường hợp của cái cô bạn của mình, cảm ơn đầu tiên là chị đã viết cho Ni, từ bởi vì đó nó mở ra cho Ni những cái con đường mới, những cái suy nghĩ mới mà trước giờ Ni chưa nghĩ tới vì các con của Ni nó còn quá nhỏ. Thì qua đây đó Ni sẽ điều chỉnh cái sự giáo dục của các con của Ni từ bây giờ để mà hy vọng nó không có đến một cái khúc mà nó chỉ muốn bỏ mình nó ra đi. Con của mình này bây giờ cúp phone, cúp internet 18 tuổi làm cái trò đó, đó là một cái điều nực cười. Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Mình áp dụng cái trò đó lúc mà con 5 tuổi thôi, bây giờ 18 tuổi không có phone, nó không biết tự mở sao? Không có internet, nó không có wifi tất cả các nơi sao? Are you kidding me? That's not gonna happen. Okay. Cái con đường đó mới cương vứt nó qua một bên hết, sẽ không bao giờ hiệu quả hết. Bây giờ Ni không biết là cái người mà quen ở trên social media hay là đàn ông hay đàn bà giới tính như thế nào, con nó bị quay cuồng về tình yêu hay là vì cái gì, không Ni không có hiểu rõ được cái tình huống như thế này. Nhưng mà các bạn thấy cái giá của cái việc là chưa có kinh nghiệm đời, mà cái gì mà ban đầu đó nó khao khát, nó mãnh liệt, không ai á mà gọi là mà tránh được. Giống như Ni ha, kể luôn cái câu chuyện của Ni. Ni bỏ gia đình của mình ra đi khỏi Việt Nam, gặp ông xã của Ni, qua Mỹ làm giấy tờ, bắt đầu cuộc đời của Ni ở đây khi Ni còn rất là trẻ, mười mấy tuổi thôi. Mà tự vì hồi đó ông xã Ni đẹp trai quá. Bây giờ thì ông xã Ni, cái mặt hồi đó thì mặt ông xã của Ni quá đẹp trai, cái người thì Ni chưa kịp nhìn xuống, cho nên Ni không biết ở dưới có ok không. Nhưng nhìn cái khúc này đứng màn hình rồi, ok. Rồi bây giờ sau 1998 bây giờ là 19 năm, sau 19 năm thì bây giờ khúc này ok, khúc này rất ok luôn, hot luôn. Thì đó, Ni hiểu cái cảm giác mà bỏ một đất nước ra đi ở một cái độ tuổi rất là nhỏ, nó hồi hộp, nó sợ hãi, bao nhiêu thứ kinh khủng khiếp trong cuộc đời đang chờ đợi mình không sợ, mình chỉ thích đến bên cạnh người đó thôi. Ni hiểu cái cảm giác đó, ép không đi rất là khó. Thì bây giờ cái vụ này Ni thấy nó hơi căng thẳng, Ni thật sự không có một cái lời cái lối thoát cho cái trường hợp này, tự bởi vì là Ni không có đủ kinh nghiệm. Nhưng mà mình nói chuyện một cách khoa học nhất về cái case này ha, về cái tình huống này thì nó là như thế này. Con mình nó chưa có kinh nghiệm trải đời, mình chưa cho nó được cái điều đó. Thì bây giờ có thể mình sẽ phải ngồi xuống để mà make deal. You have to make deal. Con, bây giờ chúng ta sẽ làm cái này với nhau. Cái deal của mình đó là năm nào con sẽ vào đại học. Mình ngồi xuống mình thỏa thuận thời gian. Bây giờ trong thời gian tới 6 tháng chúng ta sẽ làm cái này. Không được thì sau đó con nó đi.
vì mình giữ nó không được. Thì đó là một cái đáp án. Mình có thể là kéo dài thời gian ra và cho con mình nó bị sao lãng vào những cái vấn đề khác. Okay. Cách thứ hai nữa mà nó sẽ cần một cái sự dấn thân nhiều hơn nữa, đó là, và sẽ có thể là vì phải tốn tiền, từ vì mình phải cần phải nghĩ là một thời gian mình phải dẫn con đi để khám phá cái thế giới này. Mình sợ nó đi một mình dẫn nó đi, mình đến những cái nơi mà trong cuộc đời mình chưa bao giờ, cũng không có kinh nghiệm luôn, để mình cùng với con trải qua cỡ 30 ngày với nhau. Ok, mình đi mình khám phá thế giới, để mình cái đầu của mình nó không có tập trung về cái Chicago đó nữa, để mình thấy những cái cơ hội, những con người, những cái cuộc đời, và mình có cái sự inspire. Hoặc là bây giờ mà bảo nó lên mạng ngồi nghe những cái người nói chuyện mà có đầu có đuôi, nó cũng không có nghe đâu. Hoặc có thể nữa là mình cần thêm cái sự giúp đỡ của một người therapist. Mình không có nói được với con, thì bây giờ mình cần một cái người mà họ hiểu được cái tình huống, và họ ngồi xuống nói chuyện với mình, với con, và mình tìm cách giải quyết vấn đề. Đó là ba phương án mà Ni có thể nghĩ ra. Ni không biết cái nào là tốt nhất, nhưng mà tùy theo cái tình huống của mình mà mình lựa chọn cái nào nó phù hợp nhất cho mình, thì Ni nghĩ là như vậy. Nhưng mà các bạn còn nghĩ ra được cái cách nào hay hơn không? Để Ni xem các bạn ở dưới này. Cái câu hỏi mà các bạn Ni không có thời gian trả lời, Ni sẽ trả lời sau ha các bạn ha. Ok, có ai cho lời khuyên không, để giúp dùm cho bạn của mình này các bạn? Đó là những thứ mà Ni có thể nghĩ ra được tạm thời trong lúc này ha. Nếu mà Ni còn nghĩ ra được nữa đó, Ni sẽ đi hỏi thêm một số người nữa, những người mà có kinh nghiệm hơn đó, có những cái phương án nào mà hay hơn nữa, thì Ni sẽ báo cho chị bạn của mình biết ha. Rồi á, mình bắt đầu từ đó nha. Chương trình hôm nay đó, Ni tạm ngưng tại đây ha các bạn. Hôm nay chắc là hơi dài, từ bởi vì chúng ta có quá nhiều cái topic, những thứ mà Ni chia sẻ cùng quá hào hứng. Hồi tối họ đang suy nghĩ về tất cả những cái câu hỏi này và Ni ngủ không có được. Ni không biết nữa, Ni là một người rất là nhạy cảm và Ni cảm thương cho những cái hoàn cảnh như thế này. Ni cảm ơn các bạn đã tin tưởng Ni, đã chọn Ni, đã gửi gắm câu chuyện của Ni và để cho Ni cùng đồng hành với các bạn trong những cái khoảng đường khó khăn của các bạn. I appreciate your trust and your love so very much. And whatever that I do, no matter where I am, I always love you. And you are part of my life and that's not gonna change. Ni rất là yêu các bạn và Ni chỉ muốn các bạn á, yêu bản thân của mình giống như là cái tình cảm và nhiệt huyết mà Ni đổ vào tất cả những cái chương trình của Ni đang làm cho các bạn, tất cả những cái gì mà Ni viết. Ni viết từ bởi vì Ni muốn các bạn vui, Ni viết từ bởi vì qua những cái nhỏ mà Ni chia sẻ, Ni muốn các bạn thấy là cuộc sống này nó có rất là nhiều điều lạc quan và các bạn không có cô đơn lẻ loi một mình. So go with me, work with me and find yourself. I love you so very much. Ni muốn các bạn biết đó là sức khỏe và hạnh phúc nó bắt đầu từ chính mình. Sẽ không ai cho các bạn được điều đó cả. Các bạn sẽ là những người tự nắm lấy, tự tìm lại bản thân mình và tìm được hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Những cái câu chuyện ngày hôm nay, Ni mong những người trong cuộc sẽ từ từ tìm ra được lối thoát của mình. And I'm always here for you. I'm here, I'm on Facebook every day. Weekend cũng on luôn. Ok. Rạng quá. I love you guys so much. I thank you for spending your time with me. Cảm ơn các bạn thứ tư hàng tuần tại chương trình của Ni. Thông thường chương trình của Ni không có nhiều đau khổ như nước mắt như ngày hôm nay, nhưng mà từ hôm nay chắc thiếu ngủ cho nên hơi một sự xúc động. But I love you guys dearly. I wish the best for you guys. I want you guys to be happy and I want you to remember health and happiness start with you. I'll see you next week. Bye bye.